Yến xào, món quà của thiên nhiên. Yến xào giúp đẹp da, làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường chức năng hệ miễn dịch, bổ phổi, hỗ trợ điều trị các bệnh về đường hô hấp, giúp phục hồi sức khỏe đối với người bệnh hoặc thể trạng kém. Một món ăn đứng đầu trong bát chân, 8 món ăn quý hiếm của người xưa, một thực phẩm được coi là cao lương mỹ vị mà xưa kia chỉ vua chúa hay tầng lớp quý tộc mới có cơ hội thưởng thức. Một món ăn được giới khoa học đánh giá là bổ dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức hương vị đặc biệt của Yến xào Hoàng Yến. Yến xào là một loại thực phẩm bổ dưỡng, một tặng phẩm quý giá của thiên nhiên. Đây là món ăn giúp chị em phụ nữ tăng cường sức khỏe và sắc đẹp, đặc biệt là phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh, người mang thai, người già, trẻ em gầy gò biếng ăn hay những người phải làm việc căng thẳng, sức khỏe suy kiệt. Yến xào hay còn được gọi là tổ yến, chim yến tiết nước bọt thành từng sợi tơ mà dệt thành tổ có dạng như vỏ sò. Yến xào xưa được coi là món ăn của vua chúa bởi nó hiếm và bổ. Ngày nay các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rõ hơn những giá trị dinh dưỡng của thực phẩm này. Yến xào có chứa đến 7 loại glyco thiết yếu đối với cơ thể và nhiều loại axit amin tốt cho sức khỏe. Thực phẩm này chứa một hàm lượng dinh dưỡng lớn và phong phú. Kết quả phân tích cho thấy, tổ yến chứa hàm lượng đạm cao từ 50 đến 63%, lượng mỡ lại rất thấp, chỉ khoảng từ 0 đến 0,13%. Trong yến xào có 10 đến 15 nguyên tố đa vi lượng cần thiết cho sự tạo máu và giúp ổn định thần kinh. Bà có thể cho biết việc đem yến về nhà có làm thay đổi thói quen của loài chim độc đáo này không? Và giá trị dinh dưỡng của yến nhà có khác biệt gì so với yến đảo hay không? Mặc dù là yến đảo hay yến nhà thì nguồn thức ăn duy nhất của yến vẫn chỉ là những loại côn trùng đang bay. Theo như những nghiên cứu thì thành phần dinh dưỡng trong yến đảo và yến nhà không có khác biệt lớn. Tuy nhiên, đối với yến nhà thì lại được bảo vệ khỏi những côn trùng nấm mốc bịt hại, mà việc này rất là khó làm được đối với lại loài yến đảo trong hang động. Với vị thế là công ty đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ nuôi chim yến trong nhà lấy tổ từ năm 2004, Hoàng Yến tự thực hiện và kiểm soát chặt chẽ trên toàn bộ quy trình từ nuôi trồng, thu hoạch, sản xuất và phân phối. Yến xào nguyên chất của Hoàng Yến được thu hoạch từ hàng trăm căn nhà yến do công ty sở hữu hoặc chuyển giao công nghệ cho nhà đầu tư. Duy nhất yến xào nguyên chất của Hoàng Yến cam kết 100% nguyên chất, không yến vụn, không chất độn, 100% thủ công, không chất tẩy lông, không làm trắng. Mỗi sản phẩm được đặt trong những hộp quà với túi sách sang trọng, ngoài ra còn tặng kèm đường phèn và sách hướng dẫn nấu ăn chi tiết. Yến xào Hoàng Yến, món quà tặng thích hợp và ý nghĩa cho đối tác, người thân, bạn bè. Yến xào tuy không phải là dược phẩm nhưng là món ăn giàu dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Nếu như trước đây việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn nên yến xào trở thành món ăn hiếm và có giá thành cao, thì ngày nay việc đưa yến về nhà đã đem đến cho người tiêu dùng sự thuận lợi hơn trong việc thưởng thức món ăn đứng đầu bát chân này. Cũng như sự chọn lọc của nhà cung cấp đã mang đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị hai mẫu sản phẩm của yến xào Hoàng Yến, đó là yến tinh chế sợi và yến tinh chế nguyên tổ. Yến tinh chế sợi là loại yến đã được làm sạch lông và tạp chất, sau đó được đóng thành hình chữ nhật khoảng 5 gram, rất phù hợp cho một phần ăn của người lớn. Yến tinh chế sợi phù hợp cho sử dụng trong gia đình do tính tiện dụng và giá cả hợp lý. Yến tinh chế nguyên tổ được tuyển chọn từ những tổ yến nguyên liệu sạch và đẹp nhất theo tỷ lệ 1 trên 10, sau đó làm sạch lông và tạp chất bằng nước tinh khiết. Tại Hoàng Yến, thông thường yến tinh chế nguyên tổ chỉ được chế biến bởi những người thợ lành nghề có trên 1 năm kinh nghiệm. Kết quả là những tổ yến được làm sạch mà vẫn giữ nguyên hình dạng như ban đầu. Trong quá trình chế biến, yến tinh chế nguyên tổ Hoàng Yến không sử dụng bất cứ một loại hóa chất tẩy nào, nên giữa các sợi yến có thể còn sót vài sợi lông măng li ti. Khi ngâm tổ yến và xả dưới vòi nước, các sợi lông này sẽ theo dòng nước trôi đi. Yến xào, món ăn chứ danh. Nếu như xưa chỉ có vua chúa mới được thưởng thức hương vị đặc biệt của món ăn này, thì nay bạn có thể gửi tặng sản phẩm yến xào nguyên chất Hoàng Yến như lời chúc về sức khỏe, vẻ đẹp và sự tươi trẻ cho người thân, bạn bè và đối tác của mình chỉ bằng một cuộc điện thoại đến TV Shopping. Duy nhất yến xào nguyên chất của Hoàng Yến cam kết 100% nguyên chất, không yến vụn, không chất độn, 100% thủ công, không chất tẩy lông, không làm trắng. Hoàng Yến, yến xào nguyên chất.